Vâng, Hoàng Giao Đô xin kính chào các bác. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube của Hoàng Giao Đô. Vâng, clip lần này thì Hoàng Giao sẽ làm một cái video để thực hiện một cái bài so sánh. Ngày hôm nay thì Hoàng Giao sẽ so sánh chất âm của hai chiếc đầu băng cối đại diện cho hai cái thương hiệu đến từ Nhật Bản. Hai thương hiệu này rất là nổi tiếng. Một là Akai, model là GX260D và một chiếc đầu của Tech A4010SCL. Thì đây là hai cái mẫu đầu băng cối, nó có cái mức tiền là nó xem xem nhau. Như các bác biết rồi, Tech và Akai nó là một cái hai cái sản phẩm hiện nay đang được rất nhiều anh em chơi nhạc lựa chọn, vì hai cái dòng này đang chiếm lĩnh thị trường phải đến 90% mà cái người chơi đầu băng cối người ta thường chọn những cái một trong những thương hiệu như Akai của Tech. Thì nhiều bác thì đang rất là phân vân ở lý do là thứ nhất là trong cái tầm tiền này thì không biết lựa chọn cái loại đầu nào để chúng ta nghe hay đấy. Còn cái vấn đề về bài đẹp thì cái này nó là Hoàng Gia không bàn đến, với lý do là cái đẹp cái xấu thì là do từng người nhìn, từng mắt của người cảm nhận, và từng người có cái cách nhìn khác nhau thì nó sẽ có cái vẻ đẹp khác nhau. Nên là ở trong clip này thì Hoàng Gia không bàn đến đẹp hay xấu, mà chỉ bàn đến là chất âm cái nào hay, và trong cái tầm tiền đấy thì nên lựa chọn cái nào, thì cái đó thì Hoàng Gia sẽ tư vấn được cho các bác. Thì sản phẩm ngày hôm nay thì Hoàng Gia đang đưa ra hai mẫu đầu băng cối có cái phân khúc giá như các bác biết ấy. Ví dụ như Akai 260D thì giá thị trường nó từ khoảng 16-17 triệu, còn 4010SCL thì những con SCL là những con rất là đắt, đắt hơn so với những bản trơn, bản S thì giá của nó cũng loanh quanh khoảng tầm có tùy số bán, cũng có số bán 16 triệu hoặc hơn 16 triệu. Thì hôm nay thì Hoàng Gia sẽ làm một cái clip này để mời các bác chúng ta nghe và cảm nhận cái chất âm của từng dòng đầu nó ra làm sao. Có thể rẻ hơn nó có hay không, đắt liệu nó có hay hơn rẻ không, thì chúng ta hãy đánh giá bằng trong cái clip này. Trước khi vào clip này thì Hoàng Gia cũng sẽ giới thiệu qua một chút về những cái chức năng và những cái ưu nhược điểm của những từng dòng đầu cối này. Nói về Akai 260D thì các bác biết rồi, nói đến Akai thì chắc chắn là các bác phải nhớ đến là những dòng máy chạy đầu từ thủy tinh các bác nhá. Còn nói đến Tech thì chúng ta sẽ nói đến những dòng đầu từ sắt. Đầu từ thủy tinh và đầu từ sắt, nói về ưu nhược điểm ấy thì lát nữa các bác nghe các bác sẽ để ý rằng là những chiếc đầu băng cối mà chạy đầu từ thủy tinh tiếng nó sẽ đanh hơn, nhưng đồng nghĩa là cái trường âm nó hẹp hơn, nó không được sâu sắc hơn. Với những chiếc đầu băng cối từ chạy từ sắt như Tech chẳng hạn thì tiếng nó dày hơn, mộc mạc hơn, đậm đà hơn. Đấy. Và nhược điểm của từ sắt thì các bác biết rồi, khi chúng ta dùng nhiều, dùng 5 năm, 7 năm mà nghe liên tục thì nó hay bị mòn. Đầu từ thủy tinh thì nó sẽ bền hơn. Đấy là cái ưu nhược điểm của từng thứ. Nhưng tuy nhiên thì chơi đầu băng cối bây giờ thì cũng rất ít bác nào chơi đến 5-7 năm, bởi vì bây giờ cái thị trường á cũng rất là sẵn hàng, cũng rất là nhiều, nó không như ngày xưa hiếm. Mua được cái đầu băng cối thì phải dành dụm rất là nhiều tiền, rồi là phải không phải lúc nào cũng có mà mua, hoặc là nói chung là nó rất là khó để tìm kiếm vật liệu thay thế, sửa chữa, rồi là nhưng bây giờ thì nó sẵn sẵn và giá của nó cũng không là cao, nên thì chi là nhiều bác là cứ mua khoảng 5 tháng, 3 tháng chán lại đổi, ví dụ thế. Thì chúng ta cũng không nên bàn đến cái vấn đề nó là khấu hao đó, bởi vì chơi cái đồ audio này có nghĩa là chúng ta phải cảm nhận được cái hay của nó đã các bác ạ. Đấy, thì đấy là cái nhược điểm của hai cái dòng đầu từ sắt và đầu từ tinh, thì em có nói qua cho các bác biết rồi. Đấy, còn về chức năng thì nói chung thì hai con máy này đều là máy 2 chiều 4 trách, có auto reverse các bác nhá, chạy băng 5 băng 7 đấy, chạy điện đa cầu điện, hai em này chạy đa cầu điện cả. Đấy, có nghĩa là điện 100 cũng được, 220 cũng được. Đấy, thì hôm nay thì em cũng xin giới thiệu qua, và bây giờ thì Hoàng Gia sẽ test cho bác các bác về cái chức năng, về cái chất âm các bác nhá, về chất âm. Thì hôm nay thì Hoàng Gia đang kết hợp với hai chiếc đầu băng cối này cùng vào một chiếc âm đi săn xuôi 5000A mà Hoàng Gia có đặt ở phía sau đây. Thì em sẽ đấu theo cầu tiếp A tiếp B. Đấy, con này là tiếp B này. Này tiếp tên là tiếp A này, này tiếp B này các bác nhá. Đấy, thì em sẽ để chế độ âm đi ở một vị trí, không chỉnh gì âm đi cả. Âm đi ngày hôm nay 5000A đang ghép với đôi loa 88 trơn các bác nhá, một cũng dòng đôi loa mắt võng, mắt cáo, giá bình dân. Trong cái phân khúc mắt võng mắt cáo khoảng 12 triệu đến 12 triệu rưỡi đến 13 triệu đồng. Đấy.
Thì đây là những cái dòng loa cũng rất là hay để nghe, phục vụ nghe những nhạc pre, tức là nhạc trước năm 1975 đấy ạ. Thì bây giờ em sẽ mời các bác chúng ta sẽ test cái phần đầu tiên là test con Akai 260D các bác nhé. Đây, hình thức của Akai 260D để bác nhìn qua một chút. Trước khi test thì em sẽ quay qua cho các bác một chút. Đấy, dòng này thì chạy đầu từ thủy tinh rồi, máy đa cầu điện, có auto reverse. Đấy, thiết kế cũng máy cũng khá gọi là cân đối. Cân đối ở đây là các bác nhìn cái hàm từ nó sẽ nằm chính giữa này, hai đồng hồ vu nằm chính giữa hai bên này. Đấy là chính. Đấy, thì đây nó là một cái con Akai, giá cũng không quá đắt đỏ đâu bác, mà đây là những cái dòng này cũng được nhiều anh em chơi các bác nhá. Đấy, còn đây là Tech 4010SN. SN thì các bác biết rồi, cái dòng này thì chất âm nó rất là tuyệt vời luôn. Thì bây giờ thì nói hay thì không bằng chúng ta phải cảm nhận. Thì em mời các bác đầu tiên, Hoàng Gia sẽ test cái chiếc đầu Akai 260D này. Vẫn trên cuốn chính cái cuốn băng này nhá. Thì lát nữa em sẽ đảo băng, em sẽ bỏ điện thoại xuống và em sẽ quay đảo băng cho các bác. Mời các bác chúng ta cùng nghe nhá. Nhớ chuyện bên đồi nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín, tâm hồn đang trắng trâu, như chim non khi ăn còn chưa no, khi co còn chưa tuổi thơ ngây, bao nhiêu chuyện sẽ chuyển nhá. Em sẽ chuyển sang chiếc đầu băng cối của hãng Tech 4010SCL. Đó. Ok, bây giờ em sẽ mời các bác chúng ta sẽ chuyển sang SCL và cảm nhận SCL xem nó có ok không nhá. Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Vì đấy em phải quay điện thoại bằng một tay nên là nó sẽ hơi mất thời gian một chút các bác nhé. Đấy, xin phép các bác là chúng ta em sẽ để cái điện thoại ở đây một chút. Xong băng rồi nha. Tua về vị trí băng ban đầu này. Sau đó chúng ta sẽ test nha. Rồi. Ok, giờ mình sẽ chuyển cầu nhá. Tuổi thơ bao nhiêu chuyện mưa. Đấy. Mời các bác cùng nghe nhá. Rồi nàn buồn thơ thân chẳng còn người, trang điểm qua màu phấn, để phai úa đến tàn càng xong, tháng ngày luôn héo hoa không tươi khi hay nàng im
trời không nên đêm đổ dòng cướp đi của trời. Vâng ạ, và clip vừa rồi thì Hoàng Gia cũng đã test cho các bác, đó là chất âm của hai chiếc đồ băng cối đại diện cho hai thương hiệu lớn hiện nay trên thị trường audio của Việt Nam chúng ta đang được nhiều người lựa chọn nhất, đó là Akai, model của nó là GX260D và Tech4010SCN. Thì đây là hai cái mẫu đồ băng cối đại diện cho hai thương hiệu với trong cùng một cái phân khúc giá từ 16 triệu và có thể 16 triệu, đây là 16 triệu và đây là loanh quanh khoảng tầm 14 triệu rưỡi đến 15 triệu. Thì đây là hai cái phân khúc giá nó xem nhau và chức năng của nó thì là như nhau, nên là em cũng làm một cái video này để gọi là mời các bác chúng ta được trải nghiệm chất âm của từng dòng đầu một các nhá. Một thằng chạy dòng từ sắt, một thằng chạy dòng từ thủy tinh. Thì trong video này thì chắc chắn này các bác nghe, các bác sẽ cảm nhận được là cái chất âm của từ sắt và từ tinh nó đã có sự chênh lệch nhau như thế nào. Với mỗi một dòng đầu thì nó sẽ có một cái ưu nhược điểm riêng của từng đầu. Vâng ạ, và cái video này cũng là cái kết quả để trả lời cho sự lựa chọn của các bác làm sao cho nó các bác phù hợp nhất, để chúng ta có cái nhìn khách quan, để chúng ta đánh giá, chúng ta được lựa chọn, chúng ta được nghe, chúng ta được đánh giá so sánh. Vâng ạ, và sự lựa chọn là của khách hàng. Cảm ơn các bác đã theo dõi chương trình này của Hoàng Gia Audio, và cuối cùng là xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những cái clip lần sau. Và lưu ý là nếu thấy video mà Hoàng Gia lên sóng những video hay và hấp dẫn thì các bác có vui lòng ủng hộ Hoàng Gia Audio bằng cái hình ngón tay chỉ lên nhá, hình ngón tay chỉ lên hình này. Vâng ạ, và nhớ đăng ký kênh, ấn nút vào đỏ đăng ký kênh để được cập nhật theo dõi và rung chuông tự động để được tự động thông báo về máy mỗi khi mà Hoàng Gia lên sóng những video mới nhất. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác, và số điện thoại hotline của Hoàng Gia Audio trên tấm biển màu xanh ạ. Mời các bác có thể chúng ta lưu lại để chúng ta cần hỗ trợ nhau thì chúng ta có thể liên hệ với Hoàng Gia Audio. 0975884009 ạ. Địa chỉ cửa hàng tại cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhé. Tất cả các mặt hàng trên Hoàng Gia đều ship toàn quốc, và lưu ý cho bác là những sản phẩm này số này là số hotline của Hoàng Gia Audio các bác nhé. Các bác có thể liên hệ này, kết bạn Zalo này, và cần sự tư vấn này, cần sự trợ giúp thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với Hoàng Gia Audio, nhà tầng 1, cuối ngõ, có chỗ để xe ô tô trước cửa cho các bác nhé. Cảm ơn các bác, và Hoàng Gia xin trân trọng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau ạ.